Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một căn nhà mái Thái thuộc khu Y Mỹ Phước 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua nhà để ở thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là căn nhà mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Như các cái căn nhà khác thì bên chủ đầu tư ở khu vực này thì đa số là khởi móng là bắt đầu là rao bán nha cả nhà. Thì đây chính là nhà này thiết kế được diện tích là ngang 5, dài 30, tổng 150m². Vị trí em đang quay đây chính là phòng khách nha cả nhà. Sẽ giống y chang như hình em để trên video luôn. Và vị trí này chính là phòng bếp này. Phòng bếp ở sau sẽ lắp tủ thứ nữa đẹp hơn ha. Và vị trí tiếp theo ở trong này chính là phòng ngủ và phòng vệ sinh ở phía trong. Phía bên ngoài này chính là cái sân đằng sau để phơi đồ hoặc là chúng ta có thể trồng hoa, cây cảnh các thứ ha. Đằng sau này thì có 1m lối đi thoát hiểm phía đằng sau này. Thì bữa sau khi mà chủ xây nhà xong thì sẽ xây cái mét hành lang thoát hiểm phía đằng sau luôn. Nhà xây nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mà xây xong thì rất là đơn giản, rất là sang luôn. Thì khi nào mà xây xong thì em sẽ quay lại cho cả nhà xem một vòng nữa. Khi mà chúng ta muốn mua căn nhà này ấy, thì trước tiên là chúng ta cọc xong rồi khi nào mà xây dựng xong, hoàn thiện xong, hoàn công và bàn giao nhà thì lúc đó chủ sẽ ký công chứng sang tên ra sổ nha. Và bây giờ chúng ta đi lên gác này. Nhà này chủ thiết kế là gồm 3 phòng ngủ, 2 toilet và một phòng khách và một phòng bếp. Phía trên này là gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng thờ nè. 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ với lại một nhà vệ sinh ở trên gác nha cả nhà. Còn phía dưới là phòng khách, phòng bếp, xong đến phòng ngủ và tiếp theo đó chính là toilet. Và sau toilet đó chính là sân đằng sau phơi đồ. Nhà thiết kế nhìn rất là sang trọng và hiện đại. Và cam kết là khi mà xây xong thì sẽ y chang như hình mà em để trên video luôn. Và nhà này thì có hỗ trợ vay ngân hàng cho tất cả những quý anh chị nào mà có thu nhập tài chính không có đủ mua, thì bên chủ có hỗ trợ lên tới tối đa luôn nha cả nhà, 70%. Cho đường này chúng ta sẽ giải thẳng ra đường quốc lộ DT cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Còn hướng này chúng ta sẽ chạy thẳng vào khu công nghiệp nên vị trí rất là đẹp. Nên quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư căn nhà này thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo cái số điện thoại em ghi trên video nhé. Và em xin kết thúc video ở đây ạ.